Thưa kể và hai giờ tất cả các bạn đã quay trở lại với Channel Win và mình là Vũ Hero đây. Thưa kể hôm nay mình sẽ tiếp tục một cái series mini thế giới Tihon tập 2 nha các bạn. Tập 2 thì mình sẽ đi mai. Ok. Tập 2 thì mình sẽ phải đi mai. Ok, giờ mình sẽ bật lại góc nhìn thứ nhất nha các bạn. Ok. Thì tập trước mình đã xây được căn nhà mini và mình chưa biết chế tạo cửa và giờ mình đã biết chế tạo cửa đây. Đây là cái cửa mà mình đã chế tạo. Đây và mình đã chế được một cái rương. Ok, giờ mình sẽ lấy mỏ và lấy đuốc để mình đi mai. Ok. Ok, giờ thì mình đi mai nha các bạn. Ok, thì mình sẽ đào một cái hố nơi nhà mình vì mình vẫn chưa, trời vẫn chưa sáng như nên mình sẽ đi mai ở ngay trong nhà luôn. Ok. Chắc là mình sẽ phải đào xuống là khoảng là dài dài á. Ok, mình sẽ phải đi mai. Thì tầm này mình sẽ đi mai đá nha các bạn. Ok. Giờ mình đang còn một cái đuốc. Giờ mình đang còn một cái đuốc nha các bạn. Ok. Thì sau khi đi mai xong mình sẽ nói lại nha. Ok, giờ mình sẽ không nói đâu. Ok, và mình đã tìm thấy đá rồi các bạn ơi. Ok. Đây không phải mình không biết đá hay sao nữa. Đá rồi, ok, mình đã thấy đá, mình đã tìm thấy đá rồi. Ok. Mình sẽ mai thật nhiều đá vào. Ok, mình hiện tại đang mai đá, ok. Hiện tại mình đã giết được con sói nha các bạn. Ok, mình đứng trong nhà mà mình cũng giết được luôn. Ok, con sói mình mở cửa ra cho nên nó vào nhà mình, nó định giết mình cho nên mình đã mở cửa ra. Mình giết nó luôn. Ok, mình cần chế cái kim đá, cúc đá. Ok, mình phải mai thật nhiều đá vào. Ok. Hành trình đây mình sẽ phải có sắt. Mình cần đến sắt các bạn ạ. Ok. Chắc là mình nên để cái hầm đây luôn nhỉ. Không, mình cho mình sẽ lắp lại cái hầm ở trong nhà mình. Đó. Ok, thì tập 3 thì mình sẽ chỉnh sửa lại ngôi nhà mình sao nha các bạn. Ok. Nhưng hoặc tập 3, tập 4. Nên tập 4 là mình sẽ chỉnh sửa thành ngôi nhà mình là thành ngôi nhà 2 tầng nha các bạn. Ok, mai tầng này đã được rồi đấy. Ok, hiện tại nhà mình đang bị đục lỗ. Wow. Khó đặt vãi. Con nhìn cái mini world này khó đặt vãi luôn các bạn ơi. Ok, giờ làm sao mình nhảy lên. À, như thế này à. Để mình mở rừng xem có cái gì à? Đất. Mình sẽ lấp để trang trí lại đứa nền nhà của mình nha các bạn. Ok. Giờ mình sẽ đặt hai block ở đây. Trời sáng giờ mình cũng không biết nữa. Ok, mình lấy thêm block nữa nha các bạn. Ok. Ok, giờ mình sẽ đặt block đất ở đây. Giờ mình sẽ ra ngoài. Ôi, sáng rồi nha các bạn ơi. Ok. Sáng rồi. Ôi, có vài con heo kìa các bạn. Ôi, con đó là con gì vậy các bạn? Ôi, con gì kỳ vậy? Ok. Mình nên phải làm gì nhỉ? Mình chế tạo kiếm đá đồ. Ok, mình cần đến. Ôi, bị sao vậy? Sorry các bạn nha, mình bấm nhầm. Ơi. À, đó là cái bản đồ các bạn à. Để mình các bạn đợi mình chút nha. À đây, Mobi dân đi rồi.
Ok nha, giờ mình sẽ mình chưa lấy stick ra nữa mà. Vãi thiệt. Ok, ở trong rương mình đây mình lấy stick ra ngoài này rồi. Ok, kiếm đá để mình xem công thức của kiếm đá chế sẽ ra sao nha các bạn. Ok, vũ khí này. Đây là kiếm kim cương. Vậy kiếm đá chế như thế nào nhỉ? Ok, mình có một cái gì ấy? Cái gì đây các bạn? À, mình hiểu rồi. Rồi các bạn đợi mình chút nha. Ok, và mình đã quay trở lại rồi. Ok, ôi sao trời tối lại rồi. Cái này là cái phông à? Mình sẽ thử lại nha các bạn. Cái này cũng có thể phông các bạn à. Ôi mình chết rồi, sao mà chết vậy trời? Ok, mình lạc nhà luôn rồi các bạn ơi. Ok, đợi mình tìm nhà, mình sẽ quay trở lại nha. Thì ok, mình đã tìm lại được nhà mình và không biết mình bị con gì nổ bên xác nữa các bạn ơi. Ok, nhà mình phải sửa lại căn nhà của mình cái đã nè. Ok, con nhà mình xui vãi cứt. Bị con gì nổ vãi thiệt. Để mình đang đập cái cửa. Đây, như các bạn thấy nhà mình tân bình rồi. Ok, đây là những cái lỗ. Mình cũng không hiểu tại sao. Và mình lắp được một bài xích. Vãi thiệt đó các bạn ơi. Trò này mà cũng có xích nữa, mình sẽ trôn xích lại. Ok, mình chết tính mình headshot tính nha. Mình bị rớt ra một bài xích là sao nhỉ? Mình đâu có ăn xích đâu. Ok, giờ mình sẽ lấp lại ở chỗ này. Nó dần dần lấp lại. Ok, mình cần lấp lại ở chỗ này. Đấy. Ok, giờ mình sẽ chỉnh sửa lại ngôi nhà. Và giờ mình những cái block gỗ mà mình vừa bị nổ cái bùm đây nè. Ok. Ok, giờ mình sẽ đặt lại nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ đặt lại nè. Ok. Con gì mình không biết con gì nổ mà nó nổ cũng khá là ghê. Mà có nghĩa mình suy thật á. Dưa gì tuyết đã rơi rồi. Vậy cứ mình sửa lại nhà mình sẽ không nói nha. Mà giờ mình xàm quá à. Ok, mình đã sửa lại được ngôi nhà rồi. Ok, mình sẽ mang bộ áo giáp vào. Ok, mang giày. Thôi về cái áo mình chẳng có áo à. Áo mình hết tác dụng ra trời. Ok, giờ mình sẽ đặt một cái đuốc ở ngoài nhà mình nha các bạn. Ok, mình sẽ đặt ở đây. Nhảy đi. Mình cần đạp đất các bạn ạ. Ok. Mình sẽ làm một cái kiếm đá. Để mình xem này. Rồi. Mình chưa có stick. Mình cần đến stick các bạn ạ. Lấy ra ngoài hết luôn. Ok, giờ mình sẽ chế cái kiếm nha các bạn. Ok, mình chưa có stick nè. Ok, mình có kiếm rồi. Nhưng mình cần đến cây mỏ. Cây mỏ. Mình thiếu stick à. Ok, giờ mình hiện tại mình đã có cây mỏ. Ok, mình đã có cây mỏ trở lại rồi nha các bạn. Ok, mình sẽ tiếp tục đi mai. Ok. Thì mình có một cách rất là hay luôn các bạn ơi. Đấy, mình sẽ bật góc nhìn thứ ba, mình sẽ đứng trong nhà. Đây. Ok, mình bật góc nhìn thứ ba, mình đứng trong nhà và mình vẫn đánh quái được nha các bạn. Ok. Đó, chẳng có con quái nào ở nhà mình hết. Mình có thể ngắm ngoài này được luôn. Ok, cái này là cái gì ấy?
Ok, bài sheet mình chưa cần đến, thế mình sẽ cất vào trong rương. Đó, bài sheet và cái này là như là hạt giống các bạn ơi. Ok, mình cần chế một cái lò nung nha các bạn. Ok, hiện tại mình vẫn chưa có cái lò nung nữa. Ok, lò nung là mình đây à? Ok, mình đã được một cái lò nung. Ok, mình được cái lò nung rồi nha các bạn. Ok, giờ mình làm sao? Mình vẫn chưa có than, mình sẽ tiếp tục đi mai nha các bạn. Ok, mình vẫn chưa có than luôn. Thế mình sẽ phải tiếp tục đi mai. Ok, mình sẽ mai cái hố mà mình vừa trước mai ấy. Ok, là cái hố này. Ok, mình sẽ tiếp tục mai trong nhà nha các bạn. Ok, mình sẽ không mai ngoài 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 kia. Để đợi trời sáng mình sẽ mai ngoài kia nha các bạn. Ok, chờ mai ngoài kia nó rất là nguy hiểm luôn. Giống như mình vừa mới chữ á. Ok, bị creeper hay con gì nó nổ cho bên xác luôn. Ok, thì mình sẽ làm xong cái series mini world đến tập 3 là mình vẫn chưa kết thúc nha các bạn. Ok, mình làm đến tập 3 thì mình sẽ làm về Minecraft sinh tồn tập 4. Ok, Minecraft sinh tồn tập 1, 2, 3 thì mình không nói vì sorry các bạn nha. Mình không nói vì mình lúc đó mình đang bị khan giọng. Ok, nếu các bạn thích cái series mini world này thì các bạn comment bên dưới nha. Hoặc là nếu các bạn thích series mình làm Minecraft á, thì mình các bạn comment bên dưới luôn. Nếu các bạn thích cái gì thì mình làm dài tập cái đấy. Ok, giờ hiện tại mình đang mai. Mai giờ mình mai than này các bạn. Ok, mình có than rồi. Mình sẽ nướng hai cái đùi gà của mình. Ok, than như thế này không biết đủ chưa, không biết mini world này không biết tìm 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 cái gì nhỉ, tìm sắt có dễ không đó. Ok, giờ là mình phải đi hướng này nha các bạn. Ok, mình lên mình sẽ nướng thịt. Ok, mini world này mình chơi cũng không được giỏi cho lắm nha các bạn, thông cảm cho mình. Ok, mình sẽ lên nè, đặt. Ok, mình sẽ nướng. Đây, mình sẽ để than vào. Còn trên này là... Ôi, sao không có hiện cái đùi gà nhỉ? Hai đùi gà này không nướng được. À, đùi này không nướng được nha các bạn. Ok, để sau mình sẽ ăn. Ok, giờ mình sẽ cần ở... chế cái kiếm đá. À, không có kiếm đá ha, quên. Rồi, video của mình cũng dài đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy video này thì nhớ để lại cho mình một like, một share, một subscribe nha. Tạm biệt các bạn.